Thưa quý vị, mang trong mình tình yêu thương vô bờ bến, nhiều giáo viên đã vượt qua khó khăn trong nghề để mang con chữ, giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cùng cộng đồng. Hôm nay, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn cô giáo Trương Thị Ngọc Hà, giáo viên trường chuyên biệt tương lai, để hiểu hơn về tấm lòng của những người thầy, người cô giao chữ cho những học trò đặc biệt này. Bài học hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em một số con vật nuôi quen thuộc. Bây giờ các em nhìn lên màn hình và quan sát xem cô có tranh con gì đấy. Lớp học trực tuyến của cô Hà lúc nào cũng rộn ràng như vậy. Những ngày đầu triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh khuyết tật, đã có lúc những người giáo viên nơi đây như cô Hà nghĩ rằng sẽ khó có thể thực hiện được. Nhưng rồi bằng sự tận tâm, sự sáng tạo trong phương thức dạy học, cứ thế khung giờ học trực tuyến mỗi ngày đã trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa thầy cô và học trò. Khi qua học trực tuyến thì các em có thể nhìn thấy được cô, nhìn thấy được bạn bè của mình. Các em rất là vui mừng và thật sự là các em rất là ham thích khi mà cứ chờ đến 6 giờ là sẽ mở màn hình và muốn tương tác với cô cùng bạn bè. Gần 30 năm gắn bó với trẻ khuyết tật, từ những ngày đầu khi trường chuyên biệt tương lai mới được thành lập, học sinh nơi đây đã trở thành những đứa con của cô Hà. Mỗi đứa trẻ một hoàn cảnh, từng chút tiến bộ của các em qua mỗi ngày là động lực để cô Hà vượt qua những khó khăn để sống trọn với học trò. Ngoài dạy dỗ, mỗi người thầy người cô ở mái trường chuyên biệt như cô Hà còn là những người cha, người mẹ, người truyền cảm hứng để học sinh vượt qua mặc cảm bản thân. Cô Trương Thị Ngọc Hà là một giáo viên có nhiều đóng góp rất là lớn cho nhà trường. Đối với những giáo viên trẻ mới vào nghề thì cô tận tình giúp đỡ về những cái phương pháp lên lớp để cho các giáo viên trẻ mà nắm bắt được để giảng dạy cho các em. Đối với một người giáo viên mà khi dạy học sinh khuyết tật thì ngoài những cái phương pháp, những cái kiến thức mà giáo viên đã trang bị cho mình thì đòi hỏi người giáo viên phải có cái lòng kiên trì và nhẫn nại. Có như vậy thì mới giáo dục và giúp đỡ được các em. Sự tận tâm với nghề của cô Trương Thị Ngọc Hà đã được đổ lại bằng sự tin yêu, tín nhiệm của phụ huynh và học sinh. Nhiều năm liền, cô Hà đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi, giáo viên tiêu biểu cấp thành phố. Mới đây nhất, cô Hà vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh giáo viên tiêu biểu năm 2021. Nhưng đối với cô Hà, ánh mắt, nụ cười, những yêu thương, sự tiến bộ từng ngày của học sinh mới chính là nguồn động lực lớn nhất để sống trọn với nghề.